lớp thầy thì em nghĩ là về phần thực hành, tại vì những lớp thêm khác không có, chỉ toàn phát điểm. Thì sẽ có thể vừa học và vừa tìm hiểu về khoa học. Em thích tìm hiểu khoa học hơn là chỉ ngồi làm những cái đề và xong chấm. Hôm nay là có dây dẫn và các đồng hồ đo thì mình có thể kiểm chứng được về những cái tính chất đấy, chứ không chỉ nghe lý thuyết xuông. Ở trên lớp thì em sẽ có thể hiểu được bài này dễ thông qua những dụng cụ. Em thấy dụng cụ đây đa dạng nhiều thứ, và ví dụ như là nhà thầy có những dụng cụ ví dụ như là tháp Tesla là truyền tải điện năng không được dừng. Cái đấy ở Việt Nam mỗi nhà thầy có. Câu là 100 lần nghe không bằng một lần thấy, và 100 lần thấy không bằng một lần được trực tiếp làm. Thì xuất phát từ cái ý tưởng của người xưa thì mình cảm giác được cái ý tưởng đó rất là đúng, và bắt đầu đi dạy học thì rất là trăn trở với cái việc hiện tại đang là tình trạng chung đang dạy chay và học chay khá phổ biến trong cái đất nước mình. Thì tôi bắt đầu mới có ý tưởng là mở các cái trung tâm thực hành. Kinh phí lúc đó thì có lẽ là cũng do tiền cá nhân hết, tất cả là tiền cá nhân. Sau đó thì có một số thầy cô cũng thấy là cái sự tâm huyết và cái tác dụng của cái việc học đối với hành, và cũng có đầu tư cùng. Và hiện tại thì lúc đầu cũng chỉ đầu tư cỡ khoảng trên 1 tỷ thôi là xong xuôi được một cái module, một cái phòng thí nghiệm để có thể được cho từ các em học lớp 6 cho đến lớp 12 để tham gia thực hành. Thế còn bây giờ thì cái số tiền đầu tư nó cũng lên khá nhiều, có thể đến hàng chục tỷ, nhưng mà hầu như là tiền đó cũng là tiền đang tạm vay của ngân hàng và bán đồ đạc cá nhân đi. Cái thời điểm bắt đầu làm phòng thí nghiệm ấy thì với cái quyết tâm rất cao là bằng mọi giá phải mở được các phòng thí nghiệm cho học sinh học, nhưng lúc đấy đang về mặt kinh tế là đang không có, tức là tài chính thiếu. Thì sau khi mà xoay sở đủ kiểu rồi, vay cả ngân hàng rồi, bạn bè vẫn không đủ, thì tôi quyết định là bán cái bộ sưu tập một phần ấy đi để giữ lại một ít thôi, và bán đi để lấy tiền đầu tư cho các phòng thí nghiệm, và hy vọng là nó sẽ đem lại cái lợi ích gấp hàng nghìn, hàng trăm, hàng nghìn lần sau này.